Từ hàng chục năm qua vào mùa nước nổi, mỗi ngày chợ cá Trường Xuân ở xã Trường Xuân, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp là nơi trung chuyển sản vật trời cho của vùng nước nổi Đồng Tháp 10 rộng hàng trăm ngàn hecta. Với vị trí trung tâm, thuận lợi giao thông thủy bộ, vào lúc cao điểm chợ hoạt động thâu đêm. Và hôm nay, chúng tôi đã có dịp sống cùng hơi thở của ngôi chợ độc đáo này. Buổi chiều, trong chợ có vài bạn hàng đã chuẩn bị tiền và thâu chờ ghe của thương lái từ các nơi đem cá về bán. Cuối ngày, bữa cơm tối bình lặng của những gia đình quanh năm nương náu vào chợ, cũng có người tranh thủ chợp mắt để lấy sức làm việc thâu đêm. Cua này bắt từ các cánh đồng ngập nước, rồi đem thu gom đến chợ bán với giá 10.000 đồng một ký, hoặc xay nhuyễn ra bán với giá cao hơn. Luộc cua được xem là công việc nhẹ nhàng và mau có tiền. Ở chợ đêm, ai siêng năng đều có việc làm, được các chủ sạp cá bao cơm và trả tiền công đầy đủ. Một thanh niên cho biết anh thu nhập một đêm khoảng 200.000 đồng. Thu nhập này ổn định trong suốt 4 tháng mùa nước nổi ở chợ Trường Xuân. Từ 9 giờ tối chợ bắt đầu nhộn nhịp. Bạn hàng ở đây cho biết càng về khuya, thương lái đến chợ bán cá càng nhiều. Có đêm có từ 20 đến 30 ghe xuồng chở đầy ắp cá từ biên giới Campuchia, từ vùng ngập sâu Long An hay Đồng Tháp về chợ. Nhờ vậy mà chợ cá Trường Xuân nhộn nhịp từ lúc chiều tà cho đến sáng hôm sau. Ở góc khác của chợ, mấy chị phụ nữ tuổi ngoài 30 tranh thủ làm khô cá lóc, cá ép, cá sặc. Cá làm khô là loại cá rẻ tiền và cũng chỉ rẻ vào mùa lũ chính vụ từ tháng 10 trở đi. Mỗi đêm, các chị làm cả chục ký cá tươi phơi khô để có cái ăn sau mùa nước nổi. 0 giờ, 1 giờ rồi 3 giờ sáng, chỉ còn từng tốp ghe lẳng lặng vào chợ rồi đi. Cá được bạn hàng trong chợ phân loại và tính ký rồi trả tiền mặt một lần cho thương lái. Cách làm ăn mau lẹ rõ ràng đã thành nếp ở chợ này từ nhiều năm qua. Hiếm khi có gây gỗ làm mất lòng nhau trong đêm. Thì đời giống dân đây thì cũng tốt. Cái đậu mấy hôm nay cũng chưa xảy ra công chuyện gì đấy để mà có mất trật tự an ninh. Cũng được, ngủ ghe, cá mắm cũng đàng hoàng. Nói chung là cô bác bạn hàng đến đây cân đếm đôi đủ đầy đủ. Không có gì mà gây giả đi, xích mích nhau. Vui vẻ, chi tiết chi xúc với nhau rất là vui vẻ, cười. Không có gì để mình mất được hết. Chiếc ghe trị giá 124 triệu đồng của vợ chồng ông Khiêm tạo được từ nghề thương lái mua bán cá, tích góp dần qua 4 mùa nước nổi. Người và ghe đã nhẹ tinh sau hành trình dài cả ngày trên mặt nước. Giờ là lúc cặp vợ chồng này được trở về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi buôn cá vào sáng hôm sau. Sau khi mua cá trả tiền cho ông Khiêm xong, chị Hoa này đã chở 50 ký cá các loại về chợ xã bán lẻ. Trong đêm, có hàng chục chị em tự mình thồ cá cua như vậy. Trường Xuân là nơi thể hiện sống động nhất, sự tảo tần dẻo dai của các chị, các mẹ đã không quản ngại cơ cực lo miếng cơm manh áo cho gia đình, chồng con. Càng về sáng, bến sông chợ cá càng tấp nập. Giữa chợ có một ông chủ khá thảnh thơi. Đêm qua, ông mua được vài tạ cá. Ngoài cá tôm ra, ông còn mua nhiều sản vật khác như chim, rắn, ếch, rùa các loại. Đây là loại chim điên điển, loại chim dạng dĩ và thường đem lại nhiều may mắn cho những ai sở hữu nó. Thì ra chợ Trường Xuân còn là nơi để ai đó đến ngắm nhìn hay sưu tầm nhiều loài thú hoang trong mùa nước nổi. Cũng ở nơi đông đúc nhất trong chợ, chúng tôi gặp những nông dân sống bằng nghề chài bắt cá rồi đem đến chợ bán cho chủ vựa mà không phải qua thương lái nào. Mỗi ngày, ông Sáu ở phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp đi dọc các cánh đồng nước nổi, chài được khoảng 40kg cá mè vinh bán cho chủ vựa với giá 40.000 đồng một ký. Trong thời gian chờ lấy tiền, ông Sáu và nhiều nông dân khác đến quán cà phê Nhâm Nhi nghe nhạc xem phim. Đây là lúc nhàn hạ và hồi sức sau một ngày trầm mình đánh bắt cá tôm của ông và nhiều bạn chài khác. Tiền cà phê hay tiền ăn gói xôi, cái bánh mì đều được chủ vựa cá bao trọn gói. Nhờ vậy mà hàng quán ở chợ Trường Xuân cũng được dịp sáng đèn suốt đêm. Cuộc mưu sinh ăn theo mùa nước nổi đang vào những ngày cuối vụ nên buộc người nông dân phải tranh thủ làm việc cả ngày lẫn đêm. Chợ với hơn 30 sạp cá và hàng trăm bạn hàng thương lái, nhiều năm qua, ngôi chợ độc đáo này đã góp phần giúp cho nhiều gia đình được no cơm ấm áo.